Rồi sao? Bây giờ cần chảo không? Chảo thì để chảo lên. Ok. Dạ, phải gọi cho cái này là trang trục điện thoại đúng. Sao bây giờ chụp hình hả Hoàng hay sao? Bây giờ chụp hình hả? Hay sao? Hay Hoàng muốn quay phim hay Trang không biết Trang nữa. Quay phim cũng được. Phải chụp vô trong đây nè cho nó nhìn nó hấp dẫn. À thì mới ở đây đúng rồi. Vừa chịu vừa quay phim vừa chụp hình. Cái chảo trong để trên bàn đó Hoàng. Ok, biết rồi nhưng mà stop.